nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã viết ca khúc Chiến thắng Điện Biên như thế nào? Ông Đỗ Nhuận từng tâm sự với bạn bè rằng ca khúc này đã lên men trong đầu ông suốt mấy tháng trời giải đá hộc, sửa đường tại Mường Phăng, nhưng chỉ được viết ra qua một đêm thức trắng, ăn sắn lùi sau khi nghe quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ vào chiều ngày mùng 7 tháng 5 1954. Vâng, thưa quý vị, nhân dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, câu chuyện âm nhạc xin gửi đến các bạn những lời tâm sự của chính tác giả ca khúc, nhạc sĩ Đỗ Nhuận với nhà báo Hàm Châu. Có lần ngồi ở quán trà Thủy Hử, anh Đỗ Nhuận hào hứng kể với tôi: hồi đó tôi là một cán bộ văn nghệ quân đội hành quân từ chiến dịch Thu Đông 1953 cùng đại đội 267 lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Trần Đình, mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ. Mùa xuân 1954, tôi được điều về đoàn văn công Tổng cục Chính trị tạm ngừng biểu diễn để đi sửa đường cho pháo lớn của ta tiến vào. Tôi làm tổ trưởng, phụ trách một cung đường ở xã Mường Phăng. Các chiến sĩ văn công binh, tay cuốc, tay tròn, đổ ra mặt đường giải đá hộc, rồi giải tiếp cấp phối, loại đá nhỏ trộn với đất sét, cát. Ồ, thế anh là một nhạc sĩ nổi tiếng từ thời tiền khởi nghĩa, thế mà cũng phải tay cuốc, tay tròn đi sửa đường ư? Đúng thế. Có lẽ rồi đây, một số bạn trẻ có thể suy diễn cho là chúng tôi bị đầy ải, khổ sai, gì gì đấy. Nhưng quả thật dạo ấy chúng tôi chỉ cảm thấy vui, tất cả để chiến thắng mà. Đêm đêm, dưới ánh sao mờ, ánh sao mà Nguyễn Đình Thi khi hành quân qua những ngọn đèo mờ mịt mây bay đã từng miêu tả: ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh, soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây. Chúng tôi vừa giải cấp phối, vừa ngóng chờ xem vũ khí hiện đại của ta hình thù ra sao, nghe đồn ca chiêu xa từ bên Nga đưa sang có sức công phá ghê gớm lắm, tay cuốc tay tròn, nhưng đầu vẫn nghĩ về bài ca chiến thắng. Anh Hoàng Xuân Tùy, lúc đó là chính ủy đơn vị văn nghệ làm đường, một hôm gặp tôi nói: Đỗ Nhuận chuẩn bị viết bài ca chiến thắng Điện Biên đi là vừa. Chính anh ấy đã cho tôi cái hích ban đầu để khởi động cảm hứng. Tất nhiên, riêng phần tôi trước đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề này. Nhưng viết như thế nào đây? Như hành quân xa hay như trên đồi Him Lam? Ở hai bài đó, tôi đã vận dụng chất nhạc dân tộc của vùng đồng bằng, ngôn ngữ âm nhạc của bài Chiến thắng Điện Biên phải khác chứ, phải có chất nhạc của miền Tây Bắc chứ. Người Kinh, người Thái, người Mông, người Dao, người Tày và các dân tộc khác trong cả nước góp công góp sức làm lên lịch sử, phải thể hiện cho được sự hòa sắc dân tộc vì Việt Nam ta là một. Nhưng nhạc cảm phải chân thật, ca khúc phải dễ hát, ca từ phải xúc tích, cần phải có phút giây đột ngột hứng khởi như cái đà để nhảy. Sáng tác trước giây phút ấy, tôi nghĩ cũng chưa cần, bởi lẽ độ lên men trong đầu mình chưa đủ. Thôi thì cứ tư duy, cứ suy chép lập đề. Một hôm, khi nghỉ tay cuốc, tôi đang ngồi dưới bụi nứa, búng búng cây đàn violon, thì anh Lương Ngọc Trác, lúc đó vừa lãnh đạo đoàn văn công ta đi dự liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới trở về, hỏi tôi: đang làm gì thế? Tôi trả lời: đang tìm mô típ cho bài ca chiến thắng đây. Anh Trác nói ngay: mình muốn chất nhạc bài này phải brillant, tiếng Pháp có nghĩa là sáng chói, và điều mình tôn trọng trước hết phải là nhạc cảm chân thật. Đỗ Nhuận kể tiếp: chiều mùng 7 tháng 5 1954, chúng tôi đang giải đá hộc thì có một anh nào đó đạp xe qua reo to: địch hàng rồi, giải phóng Điện Biên rồi. Người tôi như nổi gai lên, tất cả đám văn công lập tức ngừng cuốc, ôm nhau nhảy, không cần nhạc nền. Lúc đó tôi không ôm ai cả, mà chỉ nhảy một mình, nhảy tít thò lò trong đầu phảng phất câu giải phóng Điện Biên.
Đêm hôm đó tôi ngồi bên bếp nhà sàn đỏ lửa ở Mường Phăng, ngồi thâu đêm suốt sáng. Trong cuộc đời làm báo chắc anh cũng có những giây phút cảm xúc mạnh như thế chứ. Cũng có lúc thức thâu đêm suốt sáng chứ. Tay tôi cứ búng búng cây đàn violon, miệng cứ hát y ỉ, sợ làm ồn khiến anh em nằm cạnh mình mất ngủ. Lùi sắn dưới cho bếp mấy củ sắn để bồi dưỡng, vừa viết tôi vừa bóc sắn ăn. Súng đại bác cuốn lá ngụy trang, từng đàn bướm bướm trắng giỡn lá ngụy trang. Rồi đoạn B, xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc, đồng bào náo nức mong đón ta trở về. Đang đêm, máy bay địch xà xuống chút bom phá đường, chúng tôi chạy ào xuống hầm trú ẩn, đợi đến khi dứt tiếng động cơ mới lên. Sáng hôm sau, tôi viết xong lời 1, chiều xong lời 2. Tôi chép tay, đưa bản đầu tiên cho Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị, rồi tự hát cho anh chị em nghe, rồi đi truyền bá bài chiến thắng Điện Biên trong đơn vị pháo binh do anh Thứ làm đội trưởng, đại đội trưởng. Anh là bạn học của tôi thuở nhỏ, sau này anh hy sinh. Anh Hoàng Kiều cùng Đoàn Văn Công Trung ương cũng vừa lên kịp phục vụ chiến dịch. Nghe tôi hát xong, anh Kiều nói: ai cũng biết đoạn mở đầu và đoạn B là bắt nguồn từ điệu Sắp Qua Cầu. Sắp là một điệu dân ca do bà cả Tam dạy cho bọn chúng mình, nhưng sao mà nghe lạ vậy? Tôi trả lời: trước lạ sau quen, cũng là đất sét dân gian, nhưng tôi nung lên thành gạch, thành quân ca, và tôi chịu trách nhiệm trước các cụ. Lễ chiến thắng được tổ chức trên một bãi rộng ở xã Mường Phăng. Các chiến sĩ văn công hát mừng chiến thắng, tôi được nhận huân chương chiến công hạng nhì, rồi rời Tây Bắc trở về Việt Bắc bằng ô tô của đơn vị pháo. Trên xe, tôi lại dạy anh em bài chiến thắng Điện Biên. Vâng, thưa quý vị, bài hát chiến thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã được ra đời như thế đấy. Giải phóng Điện Biên, mùa người ta nghe quân trở về, giữa mùa hè hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui. Bát mừng xưa nương lúa, người dòng kia đang em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa. Dọc từ chiến thắng ta tiến về, đoàn dân công tiền tuyến, vây chào pháo binh vượt qua. Sông Đại Bắc quân làm nghỉ trăng, đứng đắn mừng mừng trắng dân làm nghỉ trăng. Xiết bao sức vui từ khi lên Tây Bắc, đồng bào nào nước mong ta đã trở về. Giờ chiến thắng ta đã về, vui mừng nước chúng ta tiến về. Núi sông mừng lên, đất nước ta sáng ngời, tình đồng Điện Biên thờ chiến thắng tưng bừng trên trời. Giải phóng miền Tây, mùa người ta đã mau trưởng thành, thắng trận Điện Biên phủ tan tin quyết tâm ở trên. Đổ mồ hôi qua núi, bắc cầu vượt đèo qua suối, đắp đường hướng lời về đây. Vươn chân lên chắc ta tiến lên, lực lượng như bao ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.